Dạ, Thái xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Lời đầu tiên xin cho Thái được gửi lời cảm tạ đến quý Phật tử thiền viện Minh Đăng Quang, tiểu bang Pennsylvania của Mỹ đã ủng hộ cho mình 115 triệu để hỗ trợ cho khu cách ly xã Bình Mỹ và Bình Chánh của huyện Châu Phú. Và cũng xin cảm ơn là sư Minh Ảnh đã kêu gọi quý Phật tử ủng hộ và giúp đỡ cho khu vực phong tỏa. Thì mình giao xong 180 phần này, mình sẽ tiếp tục là đến giao 70 phần cho thị xã Cái Dầu và thị trấn Vĩnh Thành Trung. Hiện giờ thì mình đã đến cái khu vực cách ly ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì dẫn chiếc xe cấp cứu này đây vô ga thì cũng sử dụng vô việc là chở hàng đồ đó các cô chú anh chị. Đó là phó ấp đang ngồi chờ đó cô chú anh chị ơi. Trưởng ban ấp chứ không phải phó ấp, xin lỗi. Rồi ok, thì bây giờ mình đã vô lọt vô khu này là thuộc diện là khu cách ly, nhưng mà nó đỡ hơn bên trong, tất nhiên là có thể là người nhà có thể đi ra ngoài được vòng vòng ở nhà, còn cái khu bên trong dân dây là tất nhiên là mình không có thể ra ngoài được luôn, ở trong nhà luôn, và những người đó là tiếp xúc với là F1. Hai bên đường lúc trước khi xưa thì cái đường này thì xe đông đúc lắm, nhưng mà bây giờ là nó thuộc vô trong vùng cách ly, thật ra là xe cộ không có luôn. Và cũng ở đây được một cái là bà con cô bác đồ thì người ta cũng chấp hành rất là nghiêm túc, rồi ủy ban đồ kết hợp cũng rất tốt, thì hàng hóa ra vô thì nó cũng được thuận tiện của chú anh chị. Thì mình ở đây mình giao là mình giao tại là một chỗ tập kết chung một chỗ, rồi các cô chú ở trong đây họ mới là đi phân phát, chứ mình không có được là đến phân phát từ nhà. Thì chẳng hạn như cái nhà này đây là tiếp xúc với một thì dân dây luôn, còn những cái nhà kia thì nằm trong khu cách ly nhưng mà họ không có tiếp xúc với một. Thì tới đây là cái nhà của là chú bé 10 làm bên từ thiện Phúc Nam. Thì hiện giờ thì chú cũng là hỗ trợ những cái bạn như chẳng hạn như là Phúc Nam cũng có, rồi bây giờ là bánh mì, rồi bánh mì rồi nhiều lắm cô chú anh chị, bánh mì rồi sáng đãi bánh mì, rồi trưa có thể là đãi những phần cơm chay. Thì đây là 250 phần quà, nhưng mà xe chở không hết, thì chở trước là 180 phần, thì bên chú Mự là 130 phần, còn lại là 50 phần thì chuyển vô trong Bình Chánh. Dạ thì các không, xe này là 150 phần thôi, đếm 150 thùng mì xuống, đủ 150 phần mì rồi xuống đếm đi. Ừ, 130, đúng rồi, 130 phần phần mì. Lấy mì trước đi. Đếm mì trước đi, lấy 130 phần mì trước đi. 130 đó, chắc một chồng 10 đi, kiểm tra 13 giây. Chắc 10 đó. Rồi coi cái chỗ nào mà không mắc mưa đó nghe, chắc chỗ mưa đó hồi giờ không kịp rồi nghe. Đẩy vô kho luôn không? Để vô kho đem ra cho nghe, để kho đừng để luôn nghe. Thôi cái này không ấy. Để làm gì không ơi. Mình mua chứ đấy. Tiền nó phải ấy mà ấy thì ngày ăn ngon hả? Thì quý cô chú anh chị thì cũng thông cảm, tại vì là lý do là mình luyện cho nó mau, chứ còn mà ngồi chờ mà để từ cái thì nó lâu lắm nghe cô chú. Thì mình làm cho nó mau chứ. À, 5 năm đi đếm cho nó dễ. Đấy, từ cái vậy là không biết tới nào ạ. Bởi vậy có thùng có vỏ ngoài. Thì trong này thì chai có, mặn có đầy đủ nha. Bà Mừ phê thích ăn mì lắm, mì chai nhiều lắm nè bà Mừ. Hả? Đủ không hết luôn rồi hả?
rồi một chút con ưu tiên cho bà một thùng. Không có cái gì đâu. Thì bà Mười với ông Mười ở đây cũng tốt luôn, có cô chú anh chị mình đem rau vô nhiều lần, nhưng mà những cái phần mà rau rồi ông bà Mười có rồi thì không có nhận nữa, để nhường cho bà con khác. Rồi cái này là nhiêu rồi? Đây chưa? Ông Mười khi nước tương xuống mà luôn. Này là 24 chai một thùng, mình lấy đủ 130 thùng của mình, 130 chai của mình đó. Dạ dạ. Thêm cho giáp luôn không? Rồi rồi chú lên đi chú. Trăm mấy chục thùng dưới một chai. À. 130 thùng. Chập chập luôn. Rồi thay cái này đủ rồi. Đủ chưa? Một con dây là 5 đó phải không? 7. Con dây mấy? 6. Nó 5 thùng với 10 chai với 5 thùng. 65 phải không? Rồi 65 đẩy. Rồi tranh thủ đi, tranh thủ đi. Mưa là mệt lắm á, còn gạo nữa đó. Rồi thấy chưa? Em đưa vô, em đưa vô. Bà Mười có gần F1 không bà Mười? Dán đường lại ở đây, rồi sao mà không vô tép thì đứng nhìn không chờ đường. Vô tép cho biết chứ ta hả? Ta không cho tụ tập đó, ngồi không? Em một hả? Ông tép đi cho ông được bà không xạo. Bao 50 đưa kìa kìa kìa, mang cái dậu trở ngoài đi. Đây là một bao 50 nha. Mày ăn rồi đúng trả lại. Ừ. Mày là đủ luôn rồi đó hả? Mày chưa? Mày là đủ đó. Bao này 50 nè. Mày mới phân nửa hả? 100 mà đó. Bao bì này là đủ 10 phải không? Nè nè. Lên luôn nè. Rồi vậy là đủ cái phần của ông Mười là 130 phần. Mày để đó đi không? Mày để đâu? Mày để đây. Chắc chắc ở đây đi, mười đi. Chắc ngoài này 10 đi, chút nữa mấy ông dẹp sao? Chắc đi, chắc đi, đang chạy vô Bình Chánh. Thì đây là cái khu là tập kết là để là cho là những người mà ở trong đây người ta sẽ đi phát nha cô chú anh chị. Chẳng hạn như phó ban ấp thì người ta biết thì người ta sẽ đem cho những hộ nghèo, còn ông bà Mười ở đây cũng biết thì cũng đem cho những hoàn cảnh là đang thiếu ăn. Ông Út bây giờ còn la đó không? Nghĩ la phải không? Vậy là đủ rồi phải không? Bây giờ xong mì với nước tương với đường thì bắt đầu là mình sẽ tiếp tục xuống phần gạo nha. Thì cái điểm này là 130 bao. Điểm trong là 50 bao. Rồi điểm ở trên thị trấn Cải Dầu với Vĩnh Thành Trung là 70 bao nha các cô chú anh chị, là 70 phần. Rồi thì một phần này nó trị giá là 230.000. Đó. Thì bây giờ là mình có nói với anh em là chắc nhẹ nhẹ tay lại. Bao này nó không nhẹ không? Không. Về bỡ lắm. Ngày qua tới gì tạo cái gớt nó tét này bên hông này nè. Gớt tét hông luôn ha. Dạ dạ. Dạ. Vậy đó. Dạ từ từ, tại vì đi ở ngoài xong rồi con mới đem vô tới đây được. Dạ. Dạ dạ 2 4 6 8 10. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây. Rồi sao mà chắc gì lộn xộn hết rồi sao đếm? 2 4 6 2 4 6 8 9. Rồi vậy đó là mới ok đó. Ừ. Đó. 2 4 6 8 10. Rồi đủ cây hết. 2 4 6 8 9 cái nữa, 10. Ừ. Bà Mười kiểm nha bà Mười.
kiếm đủ thôi cho nó đâu nó đủ vào đấy đây. Chút gạo vào và đắp vô. Có sao? Trời ơi, 1 2 3 4 6 7 8 cây. Rồi ok. Dưới này. 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 đủ rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đủ rồi. Đủ luôn hả? Đủ luôn à. Chưa, mới có 8 chục chục à. 2 4 6. Cái này dư nè. Cái nào dư? 2 4 6 8 10 11 dư luôn. Rồi. Đây bây giờ là ông Mười leo lên luôn. 2 4 6 8 9 bao nữa. Ở đâu ạ? Dưới luôn vậy? Ờ. Cái lại dưới đi nữa mượn. Nãy giờ không ở bự trời. Rồi đợi dưới rồi. Lấy nửa xe. Thôi đi. Rồi lấy đi quay. Mày bỏ sắt vào được. Ờ. Gạo chưa đủ rồi đấy, lấy xe để. Để ngoài đi, mình để đây chúng nó trước sau cũng sắp xếp vô mà. Để đây đi để dễ kiểm. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Còn 40 nữa đó. Ờ, 40 nữa. Dạ. Trong đó là bình chánh, dạ. Không có dư đâu bà mọi người. Không. Ừ, để hỏi em dạ, đem chỗ nào á chứ dư là không có dư rồi. Dạ. Hai để xe để sao hết mà để 2 4 6 7 7 với 3 là 10 12 14 16 20 20 còn 20 nữa đó. Là 20 đó còn 20 túi nữa. Ừ. Rồi, con mừ á. Thôi thì thì bà mưa tương sao? Thì bà mưa chia một bịch gạo, một ký đường, một chai nước tương là một phần. Dạ với thùng mì là một phần. Đủ. Đủ mà. Dạ. Rồi mà em đếm ở ngoài đi 40 bao đó. Rồi sao có 33, không có 33 đâu, 34 đó. Rồi 33 thì 33. Rồi nãy giờ Mỹ em hai bao ở trong bao. 35. 35 nữa. Trống là liền xuống hết luôn á chứ không có kiểm đâu. Kiểm kiểm lặng thôi đâu, kiểm hoài. Hả? Ờ 130 phần. Trời ơi, trời ta đưa cho mấy ông không ăn mà mấy ông la. Vậy đó hả? Ngoan hết sức luôn, dặn không cho là không dám ăn nha. Rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục đi vô trong khu Bình Chánh nha cô chú anh chị. Không, vậy là ok rồi đó mọi người. Rồi. Rồi, rồi. Không đổ đâu. Rồi. Rồi xin cảm ơn quý vị quý ơi. Dạ. Được cái phần này thì không biết có gì hơn. Rồi. Bây giờ cái này là quá quý rồi quý vị ơi.
Rồi cảm ơn mọi nha. Bây giờ mỗi một bà con là một bao gạo, một thùng mì, một chai nước tương, một bịch đường là một phần. Rồi. Rồi, rồi, cảm ơn chú mọi nhiều nha. Rồi chú mọi ở đây phát cho bà con nha. Dạ. Đại diện cảm ơn những nhà mạnh thường quân để tài trợ cái phần gạo đường nước tương này trong mùa Covid. Dạ. Không biết thấy gì hơn cầu mười phương chư Phật gia hộ cho những nhà mạnh thường quân gặp nhiều điều may mắn. Mau Di Đà Phật xin hết. Dạ dạ rồi cảm ơn chú mừng. Rồi mình sẽ tiếp tục mình đi vô trong khu Bình Chánh nha cô chú anh chị. Rồi bye chú mừng. Không có mở cổng được nha cô chú, bắt buộc là phải giác qua. Ở đây là những cái phần gạo, phần mì thì cô chú anh chị cũng thông cảm cho mình để mình luyện xuống nha, đang tiếp tục mình đi giao tiếp cho những cái khu khác. Chứ còn mà nếu như mà mình ngồi mình đợi hoài thì không biết tới nào. Thì bao gạo này thì cô chú anh chị thấy thì chắc có lẽ là nó không có bể đâu. Dạ. Nó thì đây cũng là những cái phần mì. Rồi rồi ok. Thì bà con ở đây họ súng lại họ tiếp cô chú anh chị. Dạ. Thì bây giờ là mình luyện xuống. Ôm lên cổng. Có người nhận kìa. Rồi nói cho mà quý vị mà để mà biểu mà mình mà để gọn nhẹ từ cái xuống đó, thì không biết tới chừng nào mới gọi. Cũng mong quý cô chú với anh chị thông cảm nha, cùng với quý khán giả những người khó tính cũng hiểu nha. Không phải một chiến này mà vậy? Nhiều chiến mà nhức đuối luôn á. Nhiều chiến lắm cô chú ơi, mà mỗi ngày. Mì á thì nó không có bể được đâu. Chú lấy con thùng nước tương. Lấy thùng nước tương. Đây những cái phần nào mà nhẹ tay đó nó không bể thì mình sẽ để nhẹ. Là nó mình sợ nó bể mình sẽ để nhẹ. Còn như mì đồ nó có cái thùng nó không có đến nỗi bể nha cô chú anh chị. Còn đây là chai nước tương nếu như mình quăng mạnh là nó sẽ bể liền. Dạ hết đắng luôn. Đây là một thùng nước tương nữa đây. Xá lòng Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc bà con được mau hết bệnh.
Dạ, chúc cho bà con mau hết bệnh cho mình, cho mình với chú Út là đỡ nha cô chú anh chị. Dạ, một bao 10 ký. Rồi, mình lên. Rồi. Quay lại đắng cái đi rồi mình lên. Thì hôm nay á, thì những cái phần rau củ quả thì mình giao buổi chiều, và buổi sáng á, thì mình phát cái phần này là của sư Minh nha các cô chú anh chị, sư Minh Ảnh hỗ trợ cho bà con. Sư ở đâu đó nói luôn. Đây là những cái phần là của sư Minh Ảnh và Phật tử Thiền viện Minh Đăng Quang, tiểu bang là Pennsylvania ở Mỹ, là hỗ trợ là toàn bộ là 500 phần. Thì hiện giờ đây là mới có là 180 phần, mình đem trước cho hai địa điểm để cách ly. Thì mình cũng thay mặt bà con với những hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly là cảm ơn sư và Phật tử ở thiền viện rất là nhiều nha các cô chú anh chị. Thì video mình hôm nay đến đây cũng xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong một video tiếp theo. Hiện giờ là quá mệt rồi, lên xuống quá nhiều rồi, lâu ngày thì nó thấm nha. Dạ, thì những cái phần quà mình luyện hơn mạnh tay cũng xin quý vị và các bạn thông cảm nha. Mạnh tay là không có đổ. Dạ. Còn nước tương không dám quăng. Nước tương quăng là bể. Dạ.